Rồi. Chào các bạn, mình đang ngồi ở cái khoang lái trên chiếc Kia Seltos bản Luxury. Các bạn có thể thấy là mình ngồi rất là thoải mái, không có bất cứ cái sự chật hẹp, khó cử động nào cả. Xe Kia nói chung thì ở tất cả các cái dòng xe, từ xe ít tiền cho đến xe nhiều tiền thì đều có một cái không gian phải nói là rất là thích. Trên này, bản này thì không có cửa sổ trời các bạn nhé, trần bình thường thôi. Không gian trên đầu mình còn khá là rộng, thậm chí là 1m8 ngồi vẫn vừa. Ở đây thì cũng có các cái hộp để đồ đơn giản thôi. Rồi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trước mặt các bạn đây đang là chiếc Kia Seltos phiên bản facelift 2024. Thì các bạn có thể thấy là tổng thể ngoại hình của chiếc Seltos facelift này thì nó cũng không có khác biệt quá là nhiều so với cái thế hệ trước. Đây là phiên bản Luxury nha. Phiên bản Luxury này đâu đó nó sẽ có giá khoảng 607 hoặc 608 gì đấy. Mình sẽ để giá ở phía bên dưới màn hình để cho các bạn tiện theo dõi. Thì đây là một chiếc xe gầm cao hạng B. Nó sẽ cạnh tranh với chiếc Yaris Cross. Chiếc xe gầm cao đa dụng hạng B cộng C trừ là Corolla Cross mà lúc trước mình có quay cho các bạn xem ấy. Đó. Thì rất tiếc là ở đây mình lại không có phiên bản GT Line giá 799. Thì phiên bản đó là phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ nhất. Các bạn sẽ được sở hữu những cái công nghệ an toàn chủ động. Đặc biệt là phiên bản đó nó sẽ đầy đủ các tính năng của hệ thống an toàn chủ động. Còn với phiên bản Luxury này thì sẽ có hệ thống an toàn cơ bản thôi. Nó phù hợp với cái nhu cầu đi lại của đa số mọi người. Theo cá nhân mình nghĩ thì thực ra thì cái an toàn chủ động với một chiếc xe gầm cao hạng B như thế này là cần thiết, nhưng mà nó phải tùy vào cái nhu cầu đi lại của người dùng nữa cơ. Mặc dù thì có công nghệ thì thêm công nghệ thì rất là hay, nhưng mà nhiều khi cái nhu cầu chủ yếu mình chỉ đi trong phố thì cũng không cần thiết lắm. Con người thì vẫn là đóng vai trò quan trọng trong cái việc điều khiển của một chiếc xe. Đấy, đây là hàng ghế thứ hai này. Các bạn có thể thấy là hàng ghế thứ hai này rất là rộng, ngồi cực kỳ là thoải mái. Rồi, mình đang ngồi hàng ghế thứ hai trên chiếc Kia Seltos bản Luxury, là một phiên bản gần với bản tiêu chuẩn nhất. Thì chúng ta có thể thấy là khoảng sáng trên đầu mình còn rất là lớn. Như mình đã nói lúc trước ấy, thì mình cao 1m7, nặng 80 cân, cho nên là để chân, cái khoảng trống để chân này rất là thoải mái, ngồi không bao giờ bị gò bó gì cả. Ở đây chúng ta có một cái bệ tỳ tay này. Rất tiếc là xe này cốp điện, nhưng mà lại không thể mở phần cốp để cho các bạn xem ở phía sau cái không gian chứa đồ nó như thế nào. Nhưng mà với những dòng xe gầm cao đô thị hạng B như thế này thì mình cho là cái không gian cốp sẽ rất là rộng, thoải mái cho một cái cho khách hàng là những gia đình trẻ có từ 3 đến 4 người là vẫn có thể thoải mái được. Ở hàng ghế thứ hai này chúng ta có cửa gió điều hòa và hai cổng sạc Type-C. Còn đây là phần khoang lái của chiếc xe này. Điều đặc biệt nhất ở cái bản Seltos facelift này không phải nằm ở các cái tính năng vận hành này, mà chính là cái màn hình này. Các bạn có thể thấy là màn hình này đã được Kia họ cải tiến rất là lớn so với thế hệ cũ. Thế hệ cũ theo mình nhớ là cũng màn hình liền này, nhưng mà cái phần thiết kế nó rất là thô, nó không thể hiện được cái sự hiện đại. Thì rất tiếc là ở đây mình lại không có chìa khóa, cho nên là không thể mở cho các bạn xem cái giao diện trên cái màn hình này được. Nhưng mà mình nghĩ là cái giao diện nó sẽ đẹp hơn trước rất nhiều. Các bạn thấy màn hình cong này,
Tất nhiên là vẫn không thể bằng được các cái màn hình câm ở trên các dòng xe hạng sang được, nhưng so với thế hệ cũ của một chiếc xe tốt thì như thế này là đã là quá mỹ mãn rồi. Đấy, ở đây chúng ta cũng vẫn có các phím bấm cơ học, chỉnh các tính năng cơ bản, điều hòa rồi là âm thanh các thứ. Bản này thì không có sạc không dây nhá, nhưng mà với cái tính năng sạc như thế này, cổng USB này, rồi là cổng sạc dạng tẩu thuốc như thế này thì mình thấy là đã quá là hợp lý rồi. Hộp số thì vẫn là hộp số tự động thôi. Đấy, mình thích cái kiểu ngăn chứa đồ như này, trông nó rất là sang mà lại rất là tiện. Phanh tay điện tử của Auto Hold. Đó, mình rất là thích. Đây có thể xem cái màn hình này, có thể xem là cái chi tiết nổi bật nhất ở cái khoang lái trên bản facelift 2024 này. Vô lăng thì vẫn có các phím bấm cơ bản thôi, vẫn nhưng mà nó chưa có cruise control. Đó. Theo mình nhớ không nhầm phải có xe tốt này có 3 phiên bản. Rồi bản Bay này, bản Luxury này, bản Premium này và cuối cùng là bản GT Line. GT Line thì sẽ đắt nhất, 799 triệu, sẽ cái tính năng trang bị ở trên xe nó sẽ được đầy đủ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi ở cái phần ghế lái để cho các bạn xem nhé. Ghế lái thì ngồi bên này thì nó sẽ sáng hơn. Đó. Mình sẽ đổi sang cam trước để cho các bạn tiện theo dõi nhé. Chào các bạn, mình đang ngồi ở cái khoang lái trên chiếc Kia Seltos bản Luxury. Các bạn có thể thấy là mình ngồi rất là thoải mái, không có bất cứ cái sự chật hẹp, khó cử động nào cả. Trên này, bản này thì không có cửa sổ trời các bạn nhé. Trần bình thường thôi. Không gian trên đầu mình còn khá là rộng. Thậm chí là mét 8 ngồi vẫn vừa. Vừa rồi là những trải nghiệm đánh giá nhanh của mình về chiếc Kia Seltos bản Luxury phiên bản facelift 2024. Thì chiếc xe này thì vẫn dùng động cơ 1.5 nhé. Nhìn chung với những chiếc xe MPV giá rẻ, xe gầm cao đô thị hạng B như thế này thì cấu hình động cơ 1.5 mình cho là thừa sức, là thừa thãi với cái nhu cầu đi lại của đa số mọi người hiện nay. Nó tiết kiệm, bền bỉ, dễ bảo trì, bảo dưỡng. Ngoài ra cái không gian của chiếc xe này mình thấy là cũng khá là ổn. Với một người cao 1m7, nặng 80 cân như mình thì mình thấy là ngồi vẫn khá là thích. Đó, thì mức giá 679 triệu thì mình cho rằng là đây là một mức giá tương đối cao so với những gì chiếc xe này thể hiện, so với những gì công nghệ trên chiếc xe này đang có. Đó. Nếu như các bạn nhìn sang chiếc Yaris Cross chỉ có 650 triệu thôi, nhưng là lại có đầy đủ các tính năng, công nghệ trang bị an toàn, thậm chí là có full bộ an toàn chủ động luôn. Trong khi chiếc xe này phải đến phiên bản cao nhất là GT Line 799 triệu thì chúng ta mới có được đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động. Đấy, nếu về xét về cái theo cái tiêu chí tiền ít thịt nhiều thì bây giờ mình có thể gọi vui như thế nhé, tiền ít thịt nhiều thì bây giờ là Yaris Cross đang là chiếc xe mà mình đánh giá là có cái số 1 ở trong phân khúc này. Giá thì tương đối nhưng mà công nghệ trang bị an toàn cũng rất là nhiều. Các bạn nghĩ sao về Kia Seltos bản facelift này? À, còn một điều nữa mình quên mất, đó chính là cái màn hình bên trong xe cũng rất là đẹp luôn. Cái thiết kế đẹp hơn hẳn so với đời cũ rồi. Đời cũ phải nói là rất là thô. Đó, các bạn nghĩ sao về chiếc Seltos bản facelift 2024, bản Luxury này thì hãy comment cho mình được biết phía bên dưới nhé. Các bạn nghĩ sao về cái mức giá 679 triệu này, nó có quá đắt không? Nó có hay là mức giá nó vừa phải? Thì cũng bày tỏ ý kiến ở phía bên dưới cho mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.